Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng vẫn cần đề phòng. Cảnh báo tình trạng sử dụng dầu ăn không rõ nguồn gốc ở các quán hàng vỉa hè. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh chậm phát triển trí tuệ. Trong mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc trị đau mỏi xương khớp. Phóng sự làm lại cuộc đời từ methadone sẽ có trong một câu chuyện y tế. Trước tiên là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang chuyển lạnh, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm, song ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên chủ quan với dịch bệnh này. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh ghi nhận 200 ca mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc sốt xuất huyết 9 tháng đầu năm là 131 ca, trong tháng 10 là 66 ca, tập trung ở hai địa phương là thành phố Hưng Yên và huyện Khoái Châu. Tháng 11, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm, toàn tỉnh ghi nhận 3 ca bệnh. Thời tiết chuyển lạnh là nguyên nhân khiến muỗi truyền bệnh hoạt động kém, tuy nhiên người dân vẫn không nên chủ quan với sốt xuất huyết cho đến khi thời tiết chuyển lạnh sâu. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phun 300 lít hóa chất diệt trừ muỗi và thực hiện nhiều giải pháp vệ sinh môi trường, diệt trừ bọ gậy, loang quang. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ trong thời tiết hiện nay, các bác sĩ khuyên quan trọng nhất là cha mẹ phải tìm cách giữ ấm cơ thể và bổ sung hợp lý các loại dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Với trẻ đi học, buổi sáng, sương lạnh phải giữ ấm toàn thân cho trẻ. Nhiều bố mẹ chủ quan mặc ấm cho trẻ nhưng không đeo khẩu trang, mũ, giữ ấm đầu cho trẻ cũng có thể nhiễm lạnh và mắc bệnh. Tắm cho trẻ trong phòng tắm đóng kín, tránh gió lùa, cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nước uống nên pha thêm nước nóng để tan giá. Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh viêm đường hô hấp, trẻ thường ho, sổ mũi, tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc bừa bãi cho trẻ, nhất là các loại thuốc kháng sinh. Đối với trẻ con bú, khi có biểu hiện khó chịu, bú ít hơn ngày thường, khóc khi đang bú, có giấc ngủ bất thường thì cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế để thăm khám điều trị kịp thời. Ở trẻ nhỏ, viêm phổi diễn tiến rất nhanh nên việc phát hiện đưa con đi khám sớm là vô cùng quan trọng, phòng biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Dầu ăn không rõ nguồn gốc dùng để chiên rán thực phẩm, đặc biệt là các thức ăn đường phố vỉa hè, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe. Tuy nhiên, người tiêu dùng lại chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Các loại bánh rán, đồ ăn nhanh và nhiều loại thực phẩm khác nhau được chiên ngập trong chảo dầu ăn không rõ nguồn gốc như thế này không phải là điều hiếm gặp tại các quán ăn vỉa hè đường phố. Dầu ăn được đóng trong những can lớn, không có nhãn mác xuất xứ. Ngoài ra, có hộ tận dụng những vỏ can dầu có nhãn mác đã qua sử dụng để đựng loại dầu này, nhưng dễ dàng có thể nhận thấy chúng thường đậm màu hơn bình thường. Dầu ăn không rõ nguồn gốc thường tiềm ẩn nguy hại với sức khỏe vì có thể sản xuất bằng nguồn không đảm bảo hoặc là dầu đã qua sử dụng, dùng lại nhiều lần. Theo các chuyên gia, nếu dầu ăn được dùng lại nhiều lần sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa, sử dụng nhiều thì tiềm ẩn những nguy cơ ung thư. Trước khi ngành chức năng có thể kiểm soát tốt vấn đề này thì điều quan trọng nhất nằm ở sự lựa chọn của người tiêu dùng. Với ưu điểm là giá rẻ, chăn, ga, gối đệm vỉa hè đang là lựa chọn của rất nhiều khách hàng trong thời tiết lạnh. Chính tâm lý ưa rẻ này vô hình đã mở rộng cửa cho nhiều căn bệnh ung dung vào nhà. Theo ghi nhận, chỉ tính riêng ở khu chợ Hiến Nam đã có tới 3 điểm bán chăn, ga, gối đệm vỉa hè. Các mặt hàng này cũng rẻ hơn trong các cửa hàng rất nhiều. Cụ thể, chăn giá từ 150.000 đồng tới 180.000 đồng trên chiếc tùy loại, vỏ chăn trên dưới 120.000 đồng trên chiếc, vỏ gối từ 10.000 đồng tới 35.000 đồng trên chiếc. Hầu hết các loại chăn, ga, gối đệm được bày bán ở các điểm trên đều giống nhau về mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Các loại vỏ gối, chăn, ga đều là loại vải tổng hợp, hơi cứng, ráp và không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như không hề được đóng gói cẩn thận để tránh bụi bẩn khi bày bán trên vỉa hè. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực hóa học, chăn gối làm từ bông tái sinh được bày bán tại một số cửa hàng vỉa hè rất nguy hiểm cho người sử dụng do có chứa nhiều vi khuẩn, virus gây ra một số bệnh như hen suyễn, dị ứng da. Hay nhiều bộ có màu sắc bên ngoài hào nhoáng nhưng chất lượng vải kém, chứa hóa chất hoặc màu nhuộm có amin thơm có thể gây viêm da, thậm chí là ung thư. Vì vậy, người tiêu dùng nên sử dụng các loại chăn, ga, gối chính hãng hoặc có nguồn gốc rõ ràng, tránh tình trạng mua hàng giả ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình đã và đang được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh nhân rộng để giúp cho diện mạo làng quê thêm sạch đẹp, đồng thời làm giảm nguy cơ lây lan bệnh tật trong cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 89.000 hộ gia đình, chiếm 26,06% số hộ gia đình của tỉnh thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.
Mô hình này thực sự mang lại nhiều hữu ích, như ở xã Nhật Quang, huyện Phù Cử là một điển hình. Hiện xã có 845 hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đạt gần 65%. Thời gian qua, xã Nhật Quang cũng tuyên truyền vận động người dân giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng túi ni lông, không đổ rác bừa bãi, phân loại rác thải kết hợp với xử lý rác thải hữu cơ làm phân vi sinh tại hộ gia đình. Thông qua sự hỗ trợ của địa phương, việc tổ chức thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn đã có hiệu quả, giảm thiểu được lượng rác thải vận chuyển xử lý. Nếu như trước kia, người dân chưa tích cực thực hiện phân loại rác thì mỗi tuần một lần thu gom lượng rác thải trong xã khoảng 7 đến 8 tấn. Khi người dân thực hiện tốt việc phân loại rác thì lượng rác đã giảm xuống còn từ 4 đến 5 tấn. Mô hình này thực sự mang lại cảnh quan sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm, hơn nữa còn đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, phòng tránh được nhiều bệnh dịch. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về cậu bé Bom trong chương trình Điều ước thứ 7 đã làm lay động trái tim của rất nhiều người, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Và đó cũng là một minh chứng cho thấy, thay vì phiền muộn khi con bị chậm phát triển trí tuệ, cha mẹ hoàn toàn có thể đồng hành cùng với con. Và để giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích liên quan tới bệnh chậm phát triển trí tuệ, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Ngọc Hà, khoa Nội Nhi, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ có thể cho biết chậm phát triển trí tuệ ở trẻ là căn bệnh như thế nào? Chậm phát triển trí tuệ là sự trì trệ về phát triển tâm thần. Nó thường xảy ra bẩm sinh hoặc là mắc phải trong quá trình trong 3 năm đầu đời phát triển của trẻ, khi mà cái hệ thần kinh của trẻ chưa được hoàn thiện. Thưa bác sĩ, trẻ bị chậm phát triển trí tuệ sẽ có những đặc điểm gì để cha mẹ có thể nhận biết? Thứ nhất là giai đoạn khi mà mới sinh thì những bạn mới sinh thì thường các bạn ấy có xu hướng giống những cái bạn trẻ đẻ non, các bạn ngủ nhiều này, ít khi quấy khóc và thường không có nhu cầu bú mẹ. Khi các bạn lớn hơn một chút thì cha mẹ có thể nhận thấy là cái phản ứng của bạn với môi trường khá là chậm hoặc là ít, ví dụ như các cái phản ứng là quay đầu khi có tiếng động hoặc là đưa mắt nhìn theo các cái vật chuyển động. Ngoài ra thì các bạn có thể chậm biết cười, chậm biết hóng chuyện, chậm các cái vận động như là chậm lẫy, chậm bò, chậm ngồi. Đến giai đoạn lớn hơn khi mà các bạn đi học thì bố mẹ có thể nhận ra rõ ràng là cái sức học của bạn so với các bạn cùng lứa tuổi thì chậm kém hơn hẳn. Nhiều bạn thì còn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với cả người khác. Các vấn đề mà cha mẹ sẽ phải đối mặt khi mà có con bị chậm phát triển trí tuệ là gì, thưa bác sĩ? Cái đầu tiên mà cha mẹ sẽ được phải đối mặt đó là cái sự kỳ thị của mọi người đối với trẻ cũng như là đối với gia đình. Thường thì bố mẹ sẽ không muốn cho mọi người biết là con mình bị chậm phát triển, hoặc là có những bạn sẽ bị nhốt trong phòng và không cho gặp mọi người xung quanh. Cái thứ hai là cái vấn đề mà tìm cái trường học hoặc là các cái trung tâm cho con đi học. Những cái trung tâm mà cho các bạn, những cái trung tâm chuyên biệt cho các bạn chậm phát triển thì bây giờ rất là ít, mà các cái trường tiểu học hoặc là trường mầm non để cho các bạn đi học hòa nhập thì bây giờ cũng chưa quen. Trong khi là những cái trường dân lập có cái chi phí khá là cao nếu như các bạn muốn đi học. Vậy thì cha mẹ sẽ cần phải làm gì để cùng con vượt qua căn bệnh này, thưa bác sĩ? Cha mẹ thì nên có một cái thái độ tích cực trong việc tìm hiểu các cái vấn đề của con, và đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các cán bộ y tế để lập nên cái kế hoạch can thiệp phù hợp nhất cho các bạn, và cũng không nên lo lắng hay căng thẳng quá để đi tìm những cái nguồn hỗ trợ hay là các cái phương pháp can thiệp mà không chính thống. Hiện nay thì y học đã có những cái biện pháp gì để điều trị cho trẻ bị chậm phát triển trí tuệ, thưa bác sĩ? Hiện nay thì y học có 3 phương pháp để điều trị cho các bạn. Thứ nhất là cái liệu pháp giáo dục, thì các bạn sẽ được các cái giáo viên đặc biệt dạy cho các cái kỹ năng về cá nhân và xã hội, ví dụ như là kỹ năng về vệ sinh cá nhân, tắm giặt, thay quần áo, đi chợ nấu cơm, các kỹ năng xã hội như là kết bạn, giao tiếp và giúp đỡ người khác. Hai là những cái bạn mà chậm phát triển thể nhẹ thì có thể học các văn hóa cơ bản như đọc viết, tính toán đơn giản, sau đó sẽ hướng nghiệp cho các bạn đến những cái nghề nghiệp đơn giản như là
dệt may hay là làm thủ công hay làm đồ gốm để sau này các bạn có thể tự phục vụ đời sống được bản thân mình. Cái thứ hai là cái liệu pháp tâm lý, thì thường những cái bạn mà chậm phát triển sẽ có cái vấn đề về tâm lý, ví dụ như là các bạn có thể bị trầm cảm hoặc là bị tăng động. Thì khi thế, những cái lúc như thế thì bác sĩ sẽ liên hệ với gia đình để tìm hiểu cái hoàn cảnh sống và phối hợp với gia đình để can thiệp và hướng dẫn gia đình đối xử với trẻ cho phù hợp. Và cuối cùng là thuốc. Thuốc thì đó là một cái biện pháp điều trị thứ yếu, chủ yếu là điều trị triệu chứng. Ví dụ như trẻ có lo âu, căng thẳng thì sẽ dùng thuốc bình thần. Những bạn có rối loạn hành vi hay rối loạn khí sắc thì chúng ta sẽ dùng các thuốc như an thần kinh hoặc là nhóm an thần. Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là căn bệnh thường gặp, đặc biệt là khi thời tiết trái gió trở trời. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, nhưng những cơn đau nhức lại gây ra rất nhiều phiền toái bất cập cho người bệnh. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra những cơn đau nhức. Tình trạng này có thể bắt nguồn từ thoái hóa khớp, viêm gân, bệnh gút, thoát vị địa đệm, viêm đa khớp dạng thấp. Trong một cẩm nang y học số này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc đông y điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Đau nhức xương khớp là một chứng bệnh thường gặp. Và theo y học hiện đại thì có rất nhiều những cái bệnh gây nên các tình trạng đau nhức các khớp và các cái biểu hiện tổn thương ở khớp. Điển hình như các bệnh viêm đa khớp dạng thấp, viêm khớp cấp, gút, thoái hóa khớp. Theo lý luận của y học cổ truyền thì thường là do các cái yếu tố phong, hàn, thấp gây nên. Thế và trong cái khi gây bệnh thì các cái yếu tố này thường kết hợp với nhau do phong hoặc do hàn hoặc do thấp. Và y học cổ truyền thì để chữa các cái chứng bệnh một cách đơn giản, hiệu quả thì các cái vị thuốc thông thường chúng ta cũng rất là hay gặp ở trong các địa phương. Để điển hình, chúng tôi xin giới thiệu một số những cái vị thuốc chúng ta có thể dễ tìm, dễ kiếm để chữa một số các cái chứng đau nhức các cái khớp thông thường ở các cái thể nhẹ. Xin giới thiệu một số những cái vị thuốc sau đây. Một là vị can khương, gừng khô. Hàng ngày chúng ta dùng cái vị gừng gọi là sinh khương trong cái chế biến món ăn rất là nhiều. Hai là cái quả ké, ké đầu ngựa. Quả ké này thì cái tác dụng của nó là trừ phong thấp. Cái liều người ta dùng hàng ngày thường từ 10 đến 15 gram. Ba là vị quế chi. Đấy, rất hay được sử dụng trong cái điều trị các cái chứng đau nhức các khớp do phong gây nên. Vị ngũ gia bì, kinh giới là một cái vị mà chúng ta cũng thường dùng trong các cái bữa ăn hàng ngày. Cái vị thứ 6 là bạch chỉ. Cái vị thuốc nam rất là thông thường. Vị thứ 7 là tang ký sinh hay gọi là tầm gửi cây dâu. Tiếp theo là vị hồng phong, cái vị thuốc đứng đầu trong cái điều trị các cái chứng do phong thấp gây nên. Một cái vị thuốc nữa chúng ta cũng rất hay sử dụng là tang chi hay là cành dâu. Cây dâu tầm đấy chúng ta sử dụng trong cái điều trị các cái chứng đau nhức các cái khớp. Một cái vị thuốc khác cũng rất hay được dùng là vị ý dĩ, thổ phục. Điều trị các cái chứng về phong thấp này thì thông thường y học cổ truyền thì cũng bổ sung một số các cái vị thuốc có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết. Ví dụ như là vị đương quy này, cái vị xuyên khung. Thầy thuốc căn cứ vào cái bệnh tình cụ thể của người bệnh sẽ tăng cường các vị thuốc.
Thế đối với các cái vị thuốc này thì chúng ta thường dùng ở cái dạng thuốc sắc với liều lượng, một số những cái vị chúng ta dùng liều thấp hơn, ví dụ như là can khương, ví dụ như là quế chi thì người ta dùng 5-7 gram. Thế các cái vị khác người ta có thể dùng liều từ 10 đến 15 gram. Chúng ta cho vào, chúng ta sắc uống mỗi ngày một thang. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm chìm đắm trong làn khói trắng của ma túy, tương lai mù mịt, hạnh phúc gia đình tan vỡ, tưởng chừng như đã mất đi tất cả. Thế nhưng sau những vấp ngã của cuộc đời, anh đã đứng dậy, quyết tâm cai nghiện và tái sinh một cuộc đời mới. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Thái Ninh ở khu phố Bắc Lê Hồng Phong, thành phố Hưng Yên. Tôi là Nguyễn Thái Linh, năm nay 38 tuổi, đang ở Bắc Lê Hồng Phong. Cuộc sống nói chung là cái lúc mà mình nghiện thì nhiều cái nó khó khăn lắm. Lúc đầu cũng chả ai nghĩ là nó khó bỏ thế đâu. Chơi bình thường nghĩ là nó chỉ như hút điếu thuốc thôi. Thì cuộc sống dần dần như thế thì nó sinh mình xa vào con đường đấy, thì nói chung là cuộc sống gia đình vợ con thì mình cũng bỏ bê. Cái động lực lớn nhất thì nói chung là về gia đình. Từ hồi sinh được cháu rồi thì lại càng quyết tâm hơn. Thế là nào từ năm 2013 là bắt đầu uống thuốc methadone này. Và từ hồi uống thuốc là nói chung là cái thuốc này rất là tốt. Cuộc sống thì nó trở lại là bình thường. Để có thể cởi mở, kể ra hết tâm sự của cuộc đời, ít ai biết được rằng anh đã phải trả cái giá rất đắt cho chính những tháng ngày lầm lỡ của mình. Vào năm 2003, trong một lần đi chơi cùng bạn bè, anh đã bị bạn rủ dùng thử ma túy cho biết. Những tưởng dùng một lần không sao, thế rồi chính cái lần thử ấy đã làm cho bao nhiêu của cải, tiền bạc trong gia đình đều lần lượt bị anh bán đi để thỏa mãn những cơn thèm thuốc. Không chịu nổi cuộc sống khốn khó, người chồng nghiện ngập, người vợ đầu tiên đã phải rời bỏ anh. Thế nhưng chính những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, anh đã gặp chị, một người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Dù biết anh bị nghiện, nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai những lời gièm pha của xã hội, sự ngăn cản của gia đình để đến với anh. Thế nhưng, trong những năm đầu của cuộc hôn nhân, cũng không ít lần chị chán nản và bất lực trước những lần anh cai nghiện thất bại. Ngày xưa anh ấy cai thuốc viên ấy, xong là anh cai được một tuần rồi, xong rồi anh ấy tỉnh lại, anh ấy lấy tiền, anh ấy vượt qua tường, đuổi không được. Tiền để đâu anh cũng biết. Buồn chứ. Cảm giác rất là buồn và tư tưởng nó chán, nó nản. Nhiều lúc không muốn cố gắng nữa, nhưng mà nghĩ thực ra những lúc ấy anh ấy không có thuốc ở trong người, anh không phải là anh ấy nữa. Nhưng mà từ ngày anh bỏ được là hạnh phúc hơn, tình cảm gia đình nó khăng khít hơn. Thế rồi vào năm 2012, chị đã hạ sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Có lẽ khoảnh khắc khi nhìn thấy con, anh đã quyết tâm tìm đến bệnh viện bệnh nhiệt đới Hưng Yên để điều trị nghiện bằng thuốc thay thế methadone. Bệnh nhân điều trị từ tháng 10, 2013. Và riêng bệnh nhân Ninh này lúc đến ấy, thì với cái tinh thần là rất là chán nản, tức là bất mãn, sau đó được động viên, bệnh nhân quyết tâm sử dụng methadone. Và từ ngày đó đến nay thì bệnh nhân uống cực kỳ đều, rất là tốt, tuân thủ rất tốt. Và gì bắt đầu dần dần bệnh nhân có tinh thần thoải mái hơn, cải thiện về tinh thần, cải thiện về sức khỏe. Vì methadone đặc biệt là gì ạ, không sử dụng nhiều trong ngày, sử dụng một lần nữa trong ngày. Và bệnh nhân có thể hoàn toàn khỏe mạnh để làm, đặc biệt là phòng tránh những bệnh lây truyền khác nữa, qua đường máu, đường tiêm trích, rất là tốt. Và hiện nay bệnh nhân Ninh qua quá trình điều trị hiện nay là 6 năm. Và hiện nay nó phát triển kinh tế gia đình của nó là rất là tốt. Là một tấm gương rất là sáng cho những người bệnh nhân mà lầm đường lạc lối, muốn quay trở lại để mà làm công việc tốt trong xã hội, giúp cho xã hội. Giờ đây, khi anh đã từ bỏ được ma túy, nên vợ chồng anh chị đã có cuộc sống khấm khá hơn. Hai anh chị đang là chủ của trang trại rộng hơn 1 hectare trồng bưởi, các loại rau và chăn nuôi bò lợn. Mỗi năm thu nhập về gần 200 triệu đồng. Đồng thời, những lúc rảnh rỗi, anh làm thêm việc cơ khí và sửa chữa điện nước. 10 năm gian khó của cuộc đời đã đi qua, giờ đây, bên anh là gia đình hạnh phúc, là một cuộc sống mới đầy hy vọng. Thế nhưng, nếu có một điều ước, anh vẫn ước thời gian quay trở lại để đừng sa chân vào con đường nghiện ngập, lãng phí 10 năm tuổi trẻ. Khuyên các bạn trẻ bây giờ thì cuộc sống mình bây giờ thời gian nó trôi nhanh lắm. Lúc mình nghĩ không lấy lại được. Như tôi bây giờ tầm 40 tuổi rồi mới nghĩ lại được thì. Nhưng mà các bạn trẻ bây giờ nên biết suy nghĩ là để cho cuộc sống mình nó tốt đẹp hơn.
đừng có xa chẳng nghiện hút rồi là mọi cái của tệ nạn xã hội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.